chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi sáng ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 16m, được kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có một khoảng sân để xe gắn máy, một gara để xe hơi, một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây tứ trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và mình có một con hẻm trước nhà là một con hẻm một trục thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ chiếu sơ qua cái khu vực phía bên ngoài để cho khách hàng cùng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu nhà lầu và chúng ta chỉ có khoảng 50 căn xây dựng, cũng như khu vực bên trong thì mình cũng đã bán gần hết rồi. Thì phía bên ngoài duy nhất mình chỉ còn lại một căn và đang được anh chị chủ nhà giảm giá chỉ với giá 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà. Mình có một cái con hẻm một trục vừa ở rồi vừa ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán tất cả các loại ngành nghề với một con hẻm thông. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại với lại mặt tiền chính của căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn nhà đang được anh chị chủ nhà giảm giá, cũng như bên trong căn nhà mình sẽ có một số nội thất sẽ được anh chị tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa. Phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt sơn nhũ đồng rất là đẹp. Cửa 4 cánh, cũng như di chuyển vào bên trong mình sẽ có một cái khoảng sân khoảng hơn 2m mình để xe gắn máy, và khoảng sân này thì hai bên cũng đã được anh chị ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi, và phía bên trên thì mình cũng đã được anh chị lập mái che chắn rất là kỹ càng. Đây là khu vực phía bên ngoài khoảng sân của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển vào bên trong một chút, là mình sẽ đến với một bộ cửa 4 cánh được làm bằng gỗ hoa văn chạm trổ rất là đẹp, khung bao 23 phân. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực gara xe hơi, thì sàn nhà mình được lát gạch đá bóng kính 60 1m2, hai bên thì chúng ta được ốp gạch đá cao lên khoảng 1m rưỡi, và có đi những cái cho mình những cái rèm chỉ trang trí rất là đẹp, và hai bên thì chúng ta có những cái bức tranh cũng như những cái mảng tường giấy dán trang trí rất là đẹp. Nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này, thì mình sẽ làm phòng khách phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Còn nếu như nhà mình chưa có xe hơi thì mình có thể làm phòng khách dưới trệt, và phía bên trên thì mình cũng đang có một cái phòng khách khá là rộng phía bên trên. Đây là khu vực không gian dưới trệt của căn nhà, và khu vực này thì mình có thể để được tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà mình, cũng như nếu như gia đình mình có mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán thêm thì khu vực bên ngoài này rất là lý tưởng. Cũng như di chuyển vào bên trong là khu vực cầu thang của căn nhà, thì căn nhà mình trụ thang tay vịn cầu thang mình làm bằng gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly và mặt đá hoa cương, đá kim sa. Cũng như mình sẽ có một cái trụ cầu thang được làm bằng đá, và bên trong mình có ráp hệ thống điện, và mình có một cái quả cầu xoay. Đây là khu vực cầu thang của căn nhà. Cũng như đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được sơn với một cái tông màu trắng đi kèm với lại cái tông màu của căn nhà. Cũng như mình sẽ có một cái khoảng không gian để tủ lạnh ở phía bên trong không gian phòng bếp, mình có thể để được hai cái rất là rộng rãi và thoải mái. Và bên trong không gian phòng bếp này thì cũng đã được anh chị chủ nhà bố trí cũng như trang trí cho mình một bộ bàn ăn, 6 ghế để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như căn nhà này thì tủ bếp, kệ bếp mình được làm từ chất liệu gỗ, chất liệu nhựa ăn cường rất là cao cấp, và mình có những cái hệ thống quạt hút cũng như máy đo đong đếm gạo
rất là thuận tiện. Và di chuyển lại khu vực phía sau là mình sẽ có một cái khoảng không gian giếng trời và một cái nhà vệ sinh phía sau của căn nhà. Và căn nhà này thì đang có giá là 6 tỷ 500 triệu đồng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với là gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ này. Và khu này thì mình đang có một có khoảng 3 căn với 3 cái mệnh giá khác nhau từ 6 tỷ 300 triệu đồng đến 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, cũng như căn nhà này thì nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và con hẻm của căn nhà mình thì hẻm xe hơi xe tải và chỉ cách đường trục chính đường Lê Đức Thọ của mình khoảng 30 mét thôi. Một căn nhà có một cái vị trí cực kỳ là đẹp và đang có một cái giá rất là mềm. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng, khu vực tầng lửng của căn nhà để quay video cũng như giới thiệu cho khách hàng tham quan một căn nhà đẹp nằm trên trục đường Lê Đức Thọ này. Và đây là khu vực sảnh, khu vực cầu thang căn nhà. Mình sẽ có một cái sảnh khá là rộng và cũng như mình sẽ chiếu là khu vực phía trước. Thì đây là khu vực hệ thống đèn chùm cũng như hệ thống đèn trần phía trước không gian phòng khách chi tiết của căn nhà. Và mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau là khu vực không gian phòng khách phía bên trên tầng lửng căn nhà mình. Khu vực sảnh phía bên ngoài thì mình có những cái mảng tường được trang trí rất là nhiều cây xanh, cũng như di chuyển vào bên trong không gian phòng khách tầng lửng thì phía bên ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ trang trí cũng như những cái vách gỗ được cắt CMC trang trí rất là đẹp. Bên trong không gian phòng khách tầng lửng mình sẽ có kệ để tivi cũng như bộ bàn gài ghế sofa sẽ được anh chị tặng lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và phía sau thì mình sẽ có một cái khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Đây là khu vực phòng khách tầng lửng của căn nhà. Nếu như nhà mình có xe hơi, mình có thể để dưới khu vực dưới trệt, hoặc mình kinh doanh buôn bán ở dưới khu vực dưới trệt thì phòng khách mình sẽ được dời lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà, mình sẽ đến với lại phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Cũng như căn nhà này thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, và khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ ra công chứng sang tên và vệ nhận nhà là vào ở ngay. Chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút xíu là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp để đón một cái Tết năm 2021. Căn nhà mình thì nằm trên con hẻm một trục thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Mình sẽ có một cái phòng ngủ khá là rộng, cũng như phòng ngủ căn nhà mình thì đều có cửa sổ để mở ra bên ngoài và có một cái bộ cửa chính để mở ra cái ban công phía bên ngoài của căn nhà. Và mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có một cái tủ quần áo cũng như một cái nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Đây là nhà vệ sinh phòng ngủ phía trước của căn nhà. Nhà vệ sinh căn nhà mình thì được thiết kế có vòi sen tắm massage cũng như khu vực hành lang cầu thang. Và cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế với tay vịn gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Phía sau thì mình sẽ có một cái phòng ngủ cũng đã được anh chị đóng sẵn tủ quần áo để tặng kèm. Và toàn bộ sàn nhà mình thì được lót gạch đá giả gỗ hoa văn rất là đẹp. Và khu vực phòng ngủ phía sau mình sẽ có cửa sổ để mở ra cái giếng trời phía bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là mát. Một căn nhà nằm trên cái vị trí hẻm một trục thuộc đường Lê Đức Thọ, phường 14 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà này thì đang có giá
chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà hàng thì sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp để đón một cái Tết năm 2021. Thì quý khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được Nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật những cái sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để cho khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình một căn nhà phù hợp với lại nhu cầu cũng như tầm tiền của khách hàng. Thì trên trang Nhà đất Hoàng Tín đang có rất là nhiều sản phẩm với nhiều mệnh giá khác nhau. Thì quý khách hàng xem video cảm thấy căn nhà nào phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được Nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đang được giảm giá cuối năm 2020 để quý khách hàng mua và đón một cái Tết năm 2021. Cũng như căn nhà này thì nằm trên một cái vị trí cực kỳ là đẹp, mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán thêm cũng như mua cho thuê thì rất là tuyệt vời. Một căn nhà có đầy đủ công năng sử dụng. Phía dưới mình sẽ có một cái khoảng sân để xe gắn máy, một gara để xe hơi. Nếu gia đình mình chưa có xe hơi thì mình làm phòng khách phía bên dưới, và bên trên tầng lửng mình sẽ có một cái phòng khách thứ hai. Thì phòng khách tầng lửng mình có thể làm phòng ngủ, phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình, cũng như 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng Tây, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và giá của căn nhà mình thì chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ khoảng 50 căn. Và trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tín đang có một số căn nhà với mức giá từ 6 tỷ 300 triệu đồng đến 6 tỷ 500 triệu đồng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Cũng như đây là khu vực sân thượng của căn nhà, phía trước mình sẽ có một cái khoảng sân khá là rộng để mình trồng cây cũng như vui chơi phía bên ngoài. Và bên trong thì mình có thể làm phòng thờ một khoảng bên trong, cũng như căn nhà mình được thiết kế với rất là nhiều cửa sổ như nhiều giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Phía sau căn nhà mình là khu vực phòng giặt và sân phơi. Khu vực này thì phía bên trên cũng đã được anh chị chủ nhà lợp mái che chắn rất là kỹ càng cho căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì chỉ sau hai căn nhà mặt tiền đường Lê Đức Thọ thôi, rất là thuận tiện để khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty. Cũng như khu này thì đã có một số gia đình cũng như anh chị mua về đây ở và sinh sống cũng như mở văn phòng công ty ở rất là nhiều khu này rồi. Rồi video Nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.